biển dòng đất trời chỉ có ta, thì sông ngăn hạ mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được trải nghiệm cặp loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Watfordon model NIX-15, sở hữu bát súp 40 và quả kèn rất lớn về phía mặt trước, với trọng lượng nặng tới 80 kg trên cặp loa này, và nó có công suất tối đa trên cả đôi lên tới 2400W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao từ 105 tới 135 decibel. Đây cũng là cặp loa ở trong Nano Watfordon mà trên kênh của Toàn Audio Nam Định cuối cùng ở một cặp loa siêu khủng 2 bát 40, một cặp 1 bát 30 và một cặp 1 bát 40. Theo yêu cầu của rất là nhiều anh em ở mọi phân khúc tầm tiền thì tôi test cặp loa cuối cùng này cho anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Một cặp loa còn đang mới long lanh với cấu hình của nó rất là mạnh mẽ. Đặc trưng của dòng loa Watfordon được sản xuất tại Anh Quốc với giải trầm xuống rất sâu của những model lớn bát 40, hạng nặng, được gọi là hạng nặng của hãng rồi, và công suất của nó lên tới 2400W. Chúng ta khi hát hò những căn phòng khách gia đình lớn tới hàng trăm mét vuông, quý vị sẽ không cần tốn tới một xu đầu tư thêm súp và trầm. Đây cũng là ưu điểm của dòng loa này, và đồng thời chất âm của những dòng loa nổi tiếng của Anh Quốc nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Mời anh em cùng thưởng thức một chút nhạc mà tôi hay thường test trên kênh, và trong giây lát tôi sẽ thao tác tháo cho anh em xem phần nội thất. Ở đây thì mỗi một đoạn clip thì tôi sẽ cố gắng bớt chút thời gian để review cho anh em khám phá nội thất của những cặp loa siêu khủng, mà chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ giá trị ở trong phân khúc tầm tiền. Với cấu hình của những cặp loa phân khúc bát 40, ví dụ như là JBL 825 hay 835, đặc biệt là giải trầm thì hoàn toàn sẽ không có cửa để sao đỏ với chất âm. Mời anh em cùng nghe và cùng ngắm nhìn.
như vậy trong giây lát thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng phần nội thất của cặp loa siêu khủng này. Quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ rất là xứng đáng. Như vậy trong giây lát thì chúng ta đã thấy được rằng tôi đã thao tác và tháo xong phần nội thất của cặp loa Westfalen bát 40. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là vẫn là quả bát súp giống như cặp loa hai bát 40 siêu khủng đến từ Anh Quốc, được trang bị xương đúc, gân vải xếp tẩm dầu, nam châm từ 7 sắc cầu vòng và nó lớn tới 20 cm. Quý vị bê nguyên một cái bát súp này cực kỳ là phê. Hai chấu đông dây bằng hợp kim đen và đỏ cho âm và dương. Quý vị thấy còn đẹp không ạ? Nó còn đang mới tinh. Với model của bát súp D-093 Westfalen Campbell Yngden 26/2001. Quý vị thấy rằng là cặp loa có xứng đáng không ạ? Xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo. Bát như thế này thì trầm nó không thể không phê được. Mặc dù rằng JBN nhiều cái cặp loa có cái nam châm cũng rất là lớn, nhưng mà nó thiết kế thiên về phần trung âm và giải bát nông, không có giải bát sâu. Với Westfalen thì chúng ta thấy những tiếng trầm nó thả xuống rất sâu, nó đánh người người trên cặp loa rất là phê hai cái nội tạng. Và phần bên trên là một quả ken, chúng ta thấy những củ ken của nó lớn tới 17 phân. Westfalen Campbell Yngden 22/2000, tất cả của nó đều có serial number rất là rõ, model CD-001H. Đó, quý vị nhìn đã không ạ? Đó, nhìn những cặp loa người Anh người ta làm rất là giá trị. Bát súp và quả kèn quá khủng. Cặp loa này nó có trọng lượng là 80 kg, công suất tối đa chúng ta thấy rằng nó lên tới 2400W. Như vậy chúng ta đã khám phá phần nội thất của cặp loa siêu khủng. Nó sắt xi 7 màu này, nó làm tâm từ của nó 7 sắt cầu vồng hơn từ 20, bát 40 xương đúc, kèn của nó từ 17. Và phần bên trái chúng ta đang được thấy thì ở đây thì chúng ta đang ngắm nhìn quả bát súp phía mặt trước, đường kính 40 phân, gân vải xếp tẩm dầu, siêu bền. Đó, như phần nội thất thì tôi đã tháo sẵn ra đây, chúng ta đang được ngắm nhìn rồi. Một bát 40, hai ống hơi thở về phía mặt trước, thùng của nó cao 75, chiều ngang của nó vào ước chừng khoảng tầm 48. Ở bên trên cùng thì chúng ta thấy rằng phần họng kèn được trang bị tới 40cm trên 40 phân và cao 20, củ từ 17. Chúng ta cùng ngắm nhìn phía sau lưng cũng như thông số. Hai bên hông là hai cái tay cầm bằng thép rất chắc. Chúng ta quan sát phía sau lưng của cặp Westfalen. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là Westfalen Pro model UX-15. Công suất dao động nhỏ nhất ở một loa có 3 chế độ: 300W, 600W và tối đa 1200W trên trở kháng 8 ohm. Có xuất xứ đến từ Made in England. Đó. Quý vị thấy rõ hết chưa? Còn rất mới. Một rắc Canon in và một rắc Canon out. Ở đây tôi đang sử dụng rắc 6.5 ly để cắm cho cổng vào phía bên phải. Phía sau lưng tất cả cặp loa còn đang rất mới, miễn bàn luôn. Ở phía chân tôi đang lắp sẵn bánh xe để di chuyển cho tiện. Quý vị thấy xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo không ạ? Đẳng cấp của nó đã rõ cho cặp Westfalen bát 40, độ nhạy dao động từ 105 cho tới 135 dB, chơi được đa dạng các phong cách nhạc với uy lực mạnh mẽ ở những không gian lớn một vài trăm mét vuông cho các căn phòng khách. Anh em hoàn toàn hát hò sẽ không tốn tiền đầu tư súp và trầm, tiếng của nó rất là mượt cho ba giải âm thanh. Quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ kênh để đáp lại toàn thể lòng mong mỏi của anh em, thì tôi sẽ cập nhật còn rất nhiều những tên tuổi và thương hiệu loa nữa sẽ lên sóng liên tục cho anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm để có cơ hội sở hữu cho mình những dàn nghe nhạc đẳng cấp với những thương hiệu lớn đến từ các quốc gia châu Âu cũng như Mỹ cũng như Nhật Bản trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Và bây giờ chúng ta cùng nghe, trong khi nghe thì tôi sẽ thao tác sẽ lắp lại cấu hình này và chúng ta lại ngắm nhìn nguyên cả bộ Westfalen tôi đang giới thiệu rất là chi tiết trước máy quay.
rằng mạ bạn. Chương trình tri ân lớn nhất trong lịch sử Quế Mường đó là diện tặng luôn ngôi nhà này dành cho khách hàng nào. Cảm nhận thấy không ạ? Với tiếng trầm xuống rất sâu, thể hiện chi tiết cả ba giải âm thanh, hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp của Anh Quốc. Đây là những model rất là ít ở thị trường trong nước do người Anh Quốc sản xuất với thương hiệu quen thuộc Watford. Rất là nhiều những quốc gia sản xuất, kể cả từ Trung Quốc khá là nhiều. Và đây thì khi mà chúng ta quan sát thấy những dòng loa mà người Anh sản xuất với phần thùng gỗ đóng bằng gỗ thịt và được phủ composite siêu bền, chống thấm nước và có thể trưng bày ở mọi không gian từ phòng khách cho tới các nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Và với đẳng cấp cũng như sự thể hiện chất âm và với cấu hình siêu khủng có công suất lớn tối đa tới 2400W và độ nhạy cao từ 105 cho tới 135 decibel trên trở kháng 8 ohm, có thể ghép với âm ni hoặc ghép với đẩy, các dòng thập cẩm rất là dễ phối ghép, mang lại chất âm và đẳng cấp cho người nghe ở một đẳng cấp rất cao trên cặp loa Watford model Bass Sub 40 mà tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Nằm nghe sóng ô tô.
yên dòng đất trời.